Chào mấy em đã quay lại với chương trình đồng hành cùng Phi Bao Mobile. Và như anh em đã biết là AI vừa tung ra một cái patch, đó là patch Icon. Chúng ta có thể thấy hình của Luis Figo. Và ngoài ra thì khi chúng ta lock vào game thì chúng ta sẽ nhận được hai cái patch Dumbo. Đó là hai patch Daily Activity. Và chúng ta sẽ cùng mở xem là chúng ta có được gì không. Thì cái patch đầu tiên, đây là patch thử giống hàng ngày thôi. Vào Time Wamba chưa cái gì khác. Còn phát thứ hai, vãi, hai con silver đen thế. Ok, như vậy cái phát này nó là giới hạn thời gian các bạn. Chúng ta khi mà mở một cái phát này thì chúng ta sẽ được một cầu thủ elite điểm Icon từ 25 tới 200. Và chúng ta còn được các điểm cầu thủ nữa, như là điểm Phần Lan là của Xavi Lippmanen, điểm đất của Zalman, điểm Lacson Thụy Điển, điểm De Sey của Pháp, điểm Figo. Đây, chắc chắn thì sẽ có một cầu thủ 80 cộng. Tỷ lệ ra 25 điểm và 50 điểm là ngang nhau khoảng 40%, và tỷ lệ ra 75 điểm là khoảng 11%, tỷ lệ ra điểm của Icon là 9.9%, còn tỷ lệ ra 100 hoặc 200 là thấp hơn nữa. Sẽ là 85. Và chỉ số rất cao các bạn. Chỉ số 85 thôi nhưng mà cái chỉ số dứt điểm đã lên tới 90 rồi. Rất là tuyệt vời. Thì Lippmanen sẽ có các búp cho Phần Lan, Ajax và giải Hà Lan. Hôm nay rất khó xếp tim rồi. Thế thì chúng ta xem Zalman thử. Trên là mang đất sân chơi 04 của đất Liga cũng không ngon lắm, khó xếp tin bởi vì rất ít người xài trên đất. Tiếp theo Henry Jackson, tiền đạo chỉ số 87, Thụy Điển, Scotland, Celtic của Scotland. Thì Jackson đã thi đấu rất nhiều năm cho Celtic, đây nên là anh có bóp cho Thụy Điển và Celtic thì cũng rất bình thường. Thì chúng ta có thể xây. Rất ngon đây các bạn ạ. Nếu mà các bạn xây team Serie A thì đây là một lựa chọn rất là xứng đáng, là thi đấu cho Pháp, AC Milan, Serie A. Và chúng ta cần 700 điểm để kiếm được không? Đây, 700 điểm thì chắc chúng ta phải mở cái này nhiều đây. Ta cùng xem về tỷ lệ nè. Chắc là nó ra khoảng 50 là nhiều, 700 điểm thì chắc phải mở 14 lần, 14, 12 chắc cũng tệ tệ 2, 3, 20.000, 30.000 pon. Và cuối cùng là chúng ta có huyền thoại Luis Figo. Wow, là một anh này cạnh tranh với Gareth Bale ở vị trí tiền vệ phải cho team Real này. Có chỉ số rất điểm rất tốt và ta cùng xem skill bản. Outside foot shoot, flare, skill roulette này nhé, quá đỉnh. Thì nếu các bạn chơi team Tây Ban Nha thì đây là một lựa chọn không tồi, tuy nhiên cái giá 1.000 điểm thì khá là chua. Vậy thì này, anh em có nên mở pack này không? Thì theo mình nếu mà có cầu ví dụ mà các cầu thủ mà anh em không thể xếp team vô team của mình thì chúng ta không nên lấy, bởi vì cái champ bây giờ rất là quan trọng. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em những video tiếp theo. Và nếu mà nhiều anh em thì team Serie A thì anh em cứ lấy The Sai nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.